Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tôi đến từ khu vực Trung Đông. Do Thái ủng hộ lời đề nghị ngừng bắn mới của Hoa Kỳ. Văn phòng Thủ tướng Do Thái vào ngày 20 tháng 8 thông báo sau cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ giữa ông Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken tại Jerusalem. Thủ tướng Do Thái đã tái khẳng định sự cam kết của Do Thái đối với lời đề nghị hiện nay của Hoa Kỳ về việc thả các con tin, trong đó cân nhắc đến các nhu cầu về an ninh của do thái đây là lần đầu tiên thủ tướng do thái công khai ủng hộ lời đề nghị do hoa kỳ đưa ra tuy nhiên văn phòng của ông chỉ hoan nghênh lời đề nghị này một cách thận trọng khi tuyên bố rằng thỏa thuận chứa các yếu tố có thể chấp nhận được với do thái trong khi đó nhóm vũ trang hamas đã bác bỏ lời đề nghị hòa bình của hoa kỳ và cáo buộc rằng ông benjamin netanyahu đã đưa ra các điều kiện và yêu sách mới nhằm cản trở những cố gắng đối thoại và kéo dài cuộc chiến tại giải gaza hiện nay nội dung đề nghị chưa được công bố thế nhưng giới truyền thông do thái cho hay Lời đề nghị này được thiết lập nhằm để giải quyết những bất đồng giữa các bên xoay quanh những vấn đề như là do Thái muốn tiếp tục đưa lực lượng dọc theo biên giới với Ai Cập và giải Gaza, cũng như hành lang Nazarim ở miền trung của giải đất này, cùng với một số vấn đề nổi cộm khác. Mục tiêu của Hoa Kỳ là đạt được nội dung thỏa thuận ngưng bắn ở giải Gaza vào cuối tuần này ngoài việc yêu cầu được duy trì lực lượng ở biên giới với giải gaza và ai cập cũng như thiết lập một nguyên tắc nhằm ngăn chặn các tay súng hamas di chuyển lên phía bắc của giải gaza ông benjamin netanyahu còn yêu cầu phải cho do thái nắm giữ quyền được nối lại cuộc chiến chống nhóm vũ trang này nếu cần thiết nhằm đạt được cả hai mục tiêu mà do thái đã tuyên bố trước khi phát động chiến dịch tiêu diệt hamas và trả tự do cho các con tin Liên quan đến cuộc chiến Ukraine thưa quý vị, Nga dồn dập tấn công và đã giành thêm được pháo đài chiến lược ở vùng Donbas. Đài RIA Novosti của Nga ngày hôm nay đưa tin, quân đội của Nga đã kiểm soát được hoàn toàn thị trấn New York ở vùng Donetsk, nằm về miền đông của Ukraine, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Khu vực này đã được Ukraine biến thành một pháo đài lớn. Hồi tháng 6, quân đội của Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng New York và vùng thân cận Donetsk như là một phần của chiến dịch tấn công liên tiếp vào vùng Donbas. Đây là khu vực gồm có một cụm thị trấn, trong đó chủ yếu là vùng công nghiệp với Torres là vùng trung tâm. Vào đầu tháng 7, các lực lượng của Nga đã kiểm soát được trung tâm thị trấn Donetsk, trong khi đẩy quân đội Ukraine về vùng ngoại ô phía Bắc. Bây giờ, phần phía Bắc của thị trấn cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Về việc kiểm soát, New York đã mở ra một con đường hướng đến Toretsk, là một thành trì lớn khác của Ukraine ở Donbass. Cả hai thị trấn đều được quân đội Ukraine củng cố mạnh mẽ kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra trong khu vực vào năm 2014. New York và Torezk đều nằm cách Golovka là một thị trấn Donbas nơi lực lượng dân quân Donetsk kiểm soát vào năm 2014 chưa đầy 20 cây số. Do vậy, Ukraine đã biến các thị trấn này thành một phần của tuyến phòng thủ quan trọng. Lực lượng Nga đã nhanh chóng giành được những thắng lợi ở khu vực Donetsk trong khoảng một tuần qua. Nga đã giành được một số ngôi làng và áp sát vào thành phố Provorovsk, là một trong những thành trì phòng thủ chính của Ukraine ở khu vực này. Những bước tiến của Nga ở Donbass diễn ra khi mà Ukraine tiến hành một cuộc tấn công xuyên qua biên giới chưa từng có vào trong khu vực Kursk của Nga, nơi mà Kyiv tuyên bố kiểm soát hàng chục khu định cư và hơn 1.000 cây số ở trong lãnh thổ của Nga. Từ liên quan giữa Trung Cộng và Nga, Thủ tướng của Trung Cộng Long Lý Cường bắt đầu chuyên viếng thăm tới nước Nga vào ngày hôm nay 20 tháng 8, ông Lý Cường đã có mặt tại thủ đô Moscow của Nga để cùng chủ trì cuộc họp thường kỳ lần thứ 29 giữa những người đứng đầu của chính phủ Trung Cộng và chính phủ Nga, đồng thời viếng thăm nước Nga theo lời mời của Thủ tướng Nga là ông Mikhail Mishutin. Ông Lý Cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp của Nga là ông Mishutin để trao đổi vấn đề quan hệ song phương, hợp tác thực tế và các vấn đề chính mà hai bên cùng quan tâm cuộc họp thường kỳ giữa các nguyên thủ của Nga và Trung Cộng được tổ chức hàng năm kể từ khi được thành lập vào năm 1996 là một nguyên tắc quan trọng để thực hiện sự đồng thuận mà hai bên cùng quan tâm. Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Cộng và Nga cũng như bắt đầu một năm trao đổi văn hóa giữa Nga và Trung Cộng. Europol bắt giữ nghi phạm in và bán tiền giả ở trên khắp Âu Châu. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Âu Châu, tức là Europol, cho biết một đối tượng tình nghi là in tiền giả với tổng trị giá 12 triệu Mỹ Kim đã bị bắt giữ ở tại thành phố Napo của Ý mới đây. Europol cho biết đối tượng này đã bán số tiền giả trị giá 8 triệu Mỹ Kim trên khắp Âu Châu. Sau cuộc đột kích vào cơ sở in ấn của Y ở tại Napo, Cảnh sát đã thu giữ thêm một số tiền giả trị giá gần 3 triệu Mỹ Kim. Các cảnh sát của Ý cho hay là xưởng in này là một dây chuyền sản xuất gần như là công nghiệp, bao gồm có 31 máy in kỹ thuật số và một số lượng lớn các nguyên liệu thô. Phân tích của các chuyên gia đã xác nhận rằng các tính năng bảo mật giả ở trên các tờ tiền giả cũng có chất lượng cao. Cũng theo Europol, nhà chức trách cho cáo buộc đối tượng trên có dính líu đến hơn 27% tổng lượng tiền Euro giả đã được phát hiện và thu hồi ra khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ trong năm ngoái. Europol cho biết thêm, cảnh sát của Pháp cũng đang tham gia vào một vụ bắt giữ vì nghi phạm đã lưu hành nhiều tờ tiền giả qua nước Pháp. Trở lại với châu Âu, chính phủ Thụy Sĩ treo giải thưởng 54.000 Mỹ Kim để trục vớt hàng ngàn tấn đạn dược dưới các hồ nước ở quốc gia này. Theo đại BBC cho hay, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đang tổ chức cuộc thi nhằm tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và an toàn để thu hồi số đạn dược nằm bên dưới các hồ nước tại quốc gia này phần thưởng trị giá gần 54.000 Mỹ Kim sẽ được chia đều cho 3 ý tưởng xuất sắc nhất và sẽ được trao vào tháng 4 năm 2025. Trong khoảng thời gian dài, quân đội Thụy Sĩ đã sử dụng các hồ nước như là Lucerne, Thun và Neuchâtel như những nơi đổ bỏ đạn diệt cũ và tin rằng các hồ nước có thể tiêu hủy số đạn diệt nói trên một cách an toàn. Chỉ tính riêng hồ nước Lucerne đã có tới 3.300 tấn đạn diệt nằm bên dưới đáy hồ còn tại hồ Neuchâtel thì con số này lên tới 4.500 tấn vì nơi đây vẫn được sử dụng để không quân của Thụy Sĩ thực hiện những cuộc ném bom cho tới năm 2021. Một nhà địa chất học người Thụy Sĩ là Marcos Berser người từng cố vấn cho chính phủ về vấn đề này cho biết như sau: việc vấn đề số đạn dược lên tới hàng ngàn tấn dưới các hồ nước sẽ mang đến hai mối nguy hiểm chính. Thứ nhất, mặc dù số đạn dược này nằm dưới mặt nước thế nhưng chúng vẫn có nguy cơ phát nổ trong tương lai. Điều thứ hai đó là tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và mùa đất đai vì hóa chất ở bên trong các viên đạn này có độc tính rất cao. Đây không phải là lần đầu tiên Thụy Sĩ phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới số đạn dược cũ đã không được giải quyết một cách cẩn thận và an toàn. Hồi năm 1947, ngôi làng miền núi có tên là Mythos của, của tiểu bang bên đã phải trải qua một vụ nổ khủng khiếp khi 3.000 tấn đạn dược được quân đội Thụy Sĩ cất giữ ở ngọn núi gần đó phát nổ. Sự việc này đã khiến cho 9 người bị thiệt mạng và toàn bộ ngôi làng bị phá hủy. Người lao động ở Tây Úc không phải trả lời điện thoại của sếp mình ngoài giờ làm việc. Theo một quy định mới của nước Úc đưa ra, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 tới đây, người lao động có quyền ngắt kết nối với sếp của mình sau giờ làm việc. Luật này không cấm về việc xếp liên lạc với nhân viên, nhưng người lao động có quyền từ chối hoặc không đọc hay là phản hồi hoặc là liên lạc với sếp ngoài giờ làm việc mà không cần phải có bất kỳ lý do nào. Quy định này chỉ áp dụng đối với nơi làm việc nào có từ 15 lao động trở lên. Quy định này đã được nước Úc ban hành khi nghiên cứu vào năm ngoái, cho thấy người lao động của Úc trung bình phải làm thêm 5 giờ mỗi tuần so với quy định ở trong hợp đồng. Điều này tương đương với việc là làm việc 280 giờ mỗi năm mà lại không được trả lương. Thực tế này làm cho nhiều người bị nghiện làm việc hoặc là không cân bằng được với cuộc sống và công việc. Điều này không chỉ kéo dài thời gian làm việc của người lao động, mà còn khiến cho người lao động bị thiệt hại khoảng chừng 130 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Giáo sư John Hopkin thuộc về trường đại học Swinburne cho biết, không chỉ riêng ở tại nước Úc, mà hiện nay trên thế giới có 25 quốc gia có quy định tương tự để bảo vệ người lao động. Trong đó, nước Pháp là quốc gia đi đầu khi áp dụng quy định này vào năm 2017. Sau một thời gian là thực hiện quy định này, thì sức khỏe và tinh thần của người lao động ở tại các quốc gia này đã được cải thiện rõ rệt. Xong qua bản tin về kinh tế thì trong lúc khả năng cơ quan FED có thể cắt giảm phân lời thì giá vàng được dự báo sẽ tăng lên chưa từng có vào năm sau. Giá vàng vừa thiết lập một kỷ lục mới và các nhà phân tích dự đoán rằng kim loại quý này sẽ còn ghi nhận thêm nhiều mức cao mới một số nhà dự báo cho rằng vàng có thể đạt được 3.000 Mỹ Kim một ounce vào năm tới, khi mà cuộc họp vào tháng 9 của Cơ quan Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là FED, đang cận kề. Một nhà phân tích về kinh tế có tên là Sabine Chowry tại cơ quan BMI cho biết rằng, năm 2024 là năm mà vàng sẽ lập lờ giá đỉnh điểm. Vì kim loại này có sức hấp dẫn như một tài sản dự trữ an toàn, một yếu tố khác thúc đẩy giá vàng thỏi đó là khả năng cơ quan FED sẽ cắt giảm phân lời vào tháng 9 tới đây. Cuộc họp của FED vào tháng 7 vừa qua đã giữ vững niềm tin của các nhà đầu tư, đó là việc cắt giảm phân lời vào tháng tới là điều có thể xảy ra. Một nhà phân tích của cơ quan BMI cho biết rằng, khi mà FED bắt đầu cắt giảm phân lời, thì vàng có thể đạt được tới giá là 2.700 Mỹ Kim cho một ounce các nhà phân tích khác cũng bày tỏ tâm lý lạc quan tương tự. Điều này khiến cho giá vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản khác như là trái phiếu của kho bạc, vốn phải cạnh tranh với vàng trong vai trò là tài sản dự trữ an toàn. Phân lợi thấp cũng gây áp lực lên đồng Mỹ Kim, khiến cho vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn trong mắt những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch cũng sẽ chú ý tới hội nghị chuyên đề về chính sách kinh tế thường niên tại Jackson Hole vào tuần này. Sự kiện nói trên có thể cung cấp các thông tin rõ ràng hơn về triển vọng phân lời khi có bài phát biểu của chủ tịch FED là ông Jerome Powell trong cuộc họp